Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, thì vào chiều nay, Ban Thư ký Đại lễ cùng với Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam đã họp để thảo luận những nội dung quan trọng. Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thông tin tổng quát đề án Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc năm 2025 diễn ra tại một địa điểm duy nhất là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, số lượng đại biểu, chương trình dự kiến, công tác khánh tiết, hậu cần cũng được Chư Tôn Đức bàn thảo, đóng góp để hoàn thiện đề án. Đúc kết phiên họp, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đúc kết ghi nhận các ý kiến và đưa ra chỉ đạo về việc chuẩn bị cho đại lễ. Ngay sau phiên họp, Chư Tôn Đức đã khảo sát các công trình đang được xây dựng hướng tới sự kiện trọng đại sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng 5 năm 2025.